Chào mọi người đến với vlog tiếp theo của mình. Clip này mình quay gì mày? Cái gì á? Mày kêu tao qua đây quay phim. Mày không biết sao tao biết? Thì đôi lúc ý tưởng cũng phải cạn kiệt, tao hỏi mày. Mày thấy ý tưởng nào hay mày nói tao làm theo. Thì dễ mà, giờ muốn có ý tưởng lên coi comment của mấy bạn kêu làm gì mình làm đó. Mày nói hay nữa, cả đêm hôm qua tao coi rồi. Để tao coi cho. Có bạn Trâm Chẩu Tre nè. Anthony ơi, anh hãy nuôi con ma đi. Rồi bạn Nam, em thích anh nuôi ma đó. Sao? Đó. Giờ tao biết sao mày cạn ý tưởng rồi đó mày ơi. Thì đó, mày nói rồi, hồi xưa lúc kênh còn nhỏ, các bạn kêu mình vô nuôi mấy con thú cưng như là chuột hamster, cá li thia. Cái sau này chuyển sang nuôi hổ, nuôi cá sấu, cá mập. Rồi giờ chuyển sang nuôi toán ma luôn. Ê Vinh, Vinh. Cái vụ gì nữa? Tao có một cái ý tưởng này mà bảo đảm với mày cực kỳ là bá đạo luôn. Nói đi. Mày thấy con này thấy ghê chưa? Ghê đó, mà mày tính cho làm sao? Thì trong lúc tụi nó ngủ trưa, mày treo con này trước mặt nó. Khi mà nó tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy con này một cái, hú hồn liền. Hay đó. Mà có điều trong lúc người ta ngủ, hai anh em mình làm gì? Thì ngồi chờ. Cẩn thận, mất thời gian quá mày. Nhược điểm thứ hai là phải chờ cho mọi người người ta ngủ trưa thì mình mới trô được. Chứ sao? Trong lúc bạch đầu bếp đi lấy cái con bọ xích này thì mình đã suy nghĩ được một cái cách trô trong lúc người ta đang nói chuyện với mình luôn. Người ta đang thức và người ta đang rất tỉnh táo mà mình vẫn trô người ta được. Về cách gì nó ta nghe trô ma. Cái trô ma này hôm bữa mày làm rồi, đâu có ai đâu mà mắc lừa hai lần đâu mày ơi. Hôm bữa là ma cửa sổ, lần này là ma biết bay, nó đẳng cấp hơn. Rồi mày nhắm thành công không? Trên 90% mày. Nhưng mà giờ đầu tiên vô coi lịch cái tháng mấy nè. Xe lịch cái hôm nay 27 tây tháng 6 ứng với ngày 18 tây tháng 5 âm lịch. Bóng đèn nè mày. Rồi đưa đây. Bóng đèn. Mày phải lấy quả bóng đó để làm cái đầu của con ma chứ. Đúng đầu tao nè chứ ma nào. Lấy quả bóng lên trên này đi. Bây giờ làm đây. Gì? Các bạn thấy cọng dây chì bự này không? Mình sẽ cuốn đi theo cái quả bóng này để làm cái khung. Đó, con ma lần này là mình đổ cho nó hai cái bàn tay luôn, chứ không phải là một tấm vải trắng chùm lên quả bóng cái là xong đâu nha các bạn. Nhưng mà tao chưa hiểu ý của mày. Cứ làm đi, hiểu sao? Làm hoài tò mò muốn chết, không lần nào hỏi cho lợi chứ. Xong cái sườn chứ mày. Xong rồi nè, còn quả bóng sao? Quả bóng làm xong rồi bỏ đi. Làm đi, từ vừa làm vừa giải thoát cái quả bóng của mày. Gì? Hả? Cái bóng của tao. Trời ơi. Hay, chắc là nó đói rồi. Để giờ mình lấy đồ ăn cho nó ăn cái các bạn ơi. Rồi lấy quả bóng ra sao. Ăn nè mày. Đưa bóng đây. Đưa đây. Rồi. Đổ thao cơm luôn. Lấy vào tay đưa vô. Bơm lên. Rồi bơm lên. À, lấy thun buộc lại nè. Đây là con ma có đầu tư nhất từ trước tới nay nha mọi người. Ê, sao tao thấy con ma này giống phim hoạt hình quá mày ơi. Con ma người ta gì mày la giống phim hoạt hình. Đây nè, còn lú cọng dây chì màu đen ở trong nữa nè. Thì giờ lấy sơn màu trắng sơn lên cọng dây chì cho nó tẹp với cái màu áo được không? À được được. Với cái nữa, mình lấy màu, mình vẽ máu, vẽ miệng, vẽ mắt, vẽ răng nanh cho nó. Ý hay á, ý hay. Hay ban đêm buổi tối ai đâu mà nhìn thấy cọng dây chì mà đó là sợ. Lấy không các rồi, bạn rồi mày sơn đi. Không biết các bạn nhìn thấy con ma này có sợ không chứ nãy giờ mình thấy là mắc cười dữ lắm rồi đó. Mắc cười gì mày? Nhìn tướng đó nè, cái trang có lửa à. Nó sợ hay không là chủ yếu do mày vẽ thôi đó. Rồi để tao vẽ thử coi sợ không. Xong, mời các bạn chiêm ngưỡng thành quả. Thấy ghê chưa? Ghê thiệt mày ơi. Ủa mà cái này gì vậy? Cái xương tay. Cái này xương chó chứ xương tay gì đại ca. Quên, hồi nãy tao lo nhịn buôn đệ. Trong đầu nghĩ tới con chó mà vẽ xương chó luôn. Thư dữ nữa rồi. Cũng chiều rồi, chắc là con ma nó khô rồi đây nè. Kiểm tra cái coi. Để leo lên cây kéo dây chì rồi treo con ma lên mới được. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký với ấn chuông đi nha. Leo cẩn thận nha mày, để gớt con ma hư đó. Đây, ra đi tao quăng con dây chì xuống cho mày nè. Rồi ok. Nhìn chung là phải siết dây chì cho thiệt là chắc. Con ma các bạn thấy vậy đó, chứ nó nặng dữ lắm. Dây chì mà bạn muốn kéo căng á là chỉ có cách dùng kìm thôi, chứ tay là kéo không nổi rồi đó.
Rồi buộc vô. Nhìn kỹ thấy cũng ghê lắm nha các bạn. Cho ma cũng phải đầu tư như thế này nè. Phải ghê chứ mày. Còn cái này là cái đèn. Đây, con ma mà phải cho nó chớp vậy nè. Còn nhét nó ở trong này đây. Đó, máng lên cho nó đây. Đâu máng đợi em cho nó đó. Rồi, đẩy lại. Đó. Ban ngày là nhìn thấy ghê rồi đó, đừng nói chi ban đêm. Vinh, chỉnh con ma lại, tao kéo lên coi. Ok mày. Rồi quay lại. Rồi kéo lên đây. Được không? Quá dữ. Sau khi bố trí xong con ma thì bước tiếp theo là đặt camera để quay lại quá trình cho mọi người. Đặt đây ổn rồi nè. Rồi xong phim ha. Trời tối rồi nè các bạn ơi. Cho cá ăn thôi. Hơn 7 giờ tối rồi nè. Bây giờ trauma mới là đúng nè các bạn. Nạn nhân đầu tiên là chiếc sư đệ. Đó. Tính ra setup cái bối cảnh trauma này mất cả ngày luôn. Trên lý thuyết á thì thấy nó cũng đơn giản, mà tới khi làm thì lại gặp khó khăn rất là nhiều. Ủa bữa nay ông kêu tôi qua quay cái gì mà trễ vậy? Một cái clip rất là đặc biệt bầu ơi. Clip gì? Đó, tôi nghe trauma cả. Chứ làm gì. Ê bậy nha. Không lẽ giờ ông cho ma tôi nữa, tôi sợ ma lắm. Có ai cho ma mà hôm nay nói cho trước không? Nói ra như vậy rồi còn gì nữa đâu mà ông giật mình. Chuyện sao? Hôm bữa nhớ bạch đầu bếp cho ông không? Nhớ. Lần này hai anh em mình cho ngược lại bạch đầu bếp, ok? Ok không? Tới sau lo với tôi. Chào các bạn đến với vlog tiếp theo của hai anh em mình. Và cái vlog này đảm bảo các bạn sẽ mở màn. Chuyện sao? Hôm bữa nhớ bạch đầu bếp cho ông không? Nhớ. Lần này hai anh em mình cho ngược lại bạch đầu bếp, ok? Ok không? Tới sau lo với tôi. Chào các bạn đến với vlog tiếp theo của hai anh em mình. Và cái vlog này đảm bảo các bạn sẽ mở. Trời ơi con ma kìa. Thánh thằng ui. Rồi bây giờ máu mẹ tùm lum y chang thiệt vậy. Bị cho xong rồi bây giờ nói cảm nhận cho khán giả người ta nghe cái coi. Tất nhiên là tôi sợ rồi, tôi sợ ma nhất luôn á. Muốn té đá trong quần luôn. Dĩ nhiên biết cho nên là tôi mới đầu tư gắn đèn vô kêu bạch đầu bếp vẽ máu mẹ. Trời ơi. Mà tính gan trí cũng dở. Lần trước bị cho một lần, lần này vẫn tiếp tục bị cho. Đúng rồi. Tôi là tôi tin ông nhất luôn á. Lần trước cho tôi một lần rồi. Lần này tôi tưởng đâu kêu qua quay clip thiệt. Ủa, nên quay clip gì mà rủ có mình em vậy? Không rủ mấy đứa. Mấy đứa kêu bánh bèo không à? Sao biết cắm câu ếch được? Đó, anh mới rủ cưng mà cưng biết cắm câu đúng không? Em biết. Rồi, ok. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh Tony TV. Và trong video này là hai anh em mình sẽ quyết định đêm nay đi cắm câu ếch. Chiếc sẵn bắt ếch luôn nha các bạn. Đó, bây giờ cưng sẽ đi về nhà cưng chuẩn bị cho anh một cái đèn. Rồi mấy cái cây cần câu. Chứ chuẩn bị đào một ít trùng cho anh Vinh nha không? Dạ hiểu. Ổn không? Dạ ổn. Anh mới ngủ cưng mà cũng biết cắm câu đúng không? Dạ biết. Rồi ok. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh Tony TV. Và trong video này là hai anh em mình sẽ quyết định đêm nay đi cắm câu ếch. Chiếc sẵn bắt ếch luôn nha các bạn. Đó bây giờ cưng sẽ đi về nhà cưng chuẩn bị cho anh một cái đèn. Rồi mấy cái cây cần câu. Chứ chuẩn bị đào một ít trùng cho anh Vinh nha không? Dạ hiểu. Ổn không? Dạ ổn. Bây giờ cảm nhận của Vũ Thanh như thế nào sau khi bị anh trâu nè? Hết hồn luôn. Chia sẻ với các bạn kìa. Hết hồn luôn các bạn. Mà vẽ cái mặt này mà thấy ghê vậy anh? Bạch đầu bếp vẽ. Mình nói thiệt với các bạn luôn. Mình qua đây tưởng đâu anh quay vlog thiệt. Ai về qua đây cái anh trâu mình. Mai mốt mà anh có rủ mình qua quay clip giấc tối là mình không qua luôn. Làm gì không qua, cứ qua đi mai mốt anh không cho cưng nữa. Mà anh sẽ cùng cưng bắt tay cho những người khác. Dạ. Nhưng mà lần này anh có đầu tư thiệt nha. Đem cái này mà cho anh lúc mà Halloween á là mấy nó hết hồn chắc luôn. Vũ Thành nói mình mới để ý các bạn. Cái này mà tới Halloween cho mấy đứa là vô địch thiên hạ luôn rồi. Anh ơi, tối rồi anh kêu hai đứa em qua đây làm gì vậy? Quay vlog nhấp cá lóc. Cái vụ này mới à nghe, thường thường qua giấc sáng không à, nay qua giấc tối luôn. Cá lóc á, nó chỉ ăn ngồi vào ban đêm thôi. Cho nên thành ra là mình mới quay vlog vào ban đêm chứ không thôi quay ban ngày cho nó sướng, hiểu không? Dạ. Quay ban đêm làm gì? Hàng cưng đứng xích đây nè, cho nó đúng hướng ánh sáng không? Mà anh chuẩn bị mồi chưa? Chuẩn bị rồi hết rồi cưng ơi, mồi trùng, mồi ốc. Đó, thậm chí là có mồi cá con luôn rồi. Chỉ cần bây giờ kéo.
Ngọc nó phồn quá các bạn ơi. Cho nên thành ra là mình mới quay vlog vào ban đêm chứ không thôi quay ban ngày cho nó sướng, hiểu không? Dạ. Quay ban đêm làm cái gì? Hàng cưng đứng xích xích đây nè cho nó đúng hướng ánh sáng, hiểu không? Mà anh chuẩn bị mồi chưa? Chuẩn bị rồi hết rồi cưng ơi, mồi trùng, mồi ốc đó, thậm chí là có mồi cá con luôn rồi. Chỉ cần bây giờ chuẩn chung. Có hai đứa này sợ là mình thành công rồi đó các bạn ơi. Công nhận cái con ma này làm y gan thiệt luôn á. Nhưng mà em nhìn kỹ ngồi là em biết giả liền. Cái thằng Ngọc này nó sợ các bạn ơi. Hồi nãy nó sợ trước mình nữa, mình mới sợ đó. Thằng Đại nói đúng rồi. Hồi nãy cưng thấy con ma cưng sợ trước, anh thấy thằng Đại nó mới hết hồn, không chạy theo sau nè. Bày đặt bây giờ làm như ta đây thông minh lắm. Nay quay clip gì vậy anh Vinh? Nhà em chuẩn bị ngủ luôn rồi đó. Vì nhà cưng ngủ sớm dữ vậy. Quay clip ban ngày là xưa rồi, lần này phải quay vlog ban đêm thì mới tạo điểm nhấn được. Quay mặt về hướng ánh sáng rồi nè. Ừ. Rồi, chào các bạn đến với vlog thứ 11 của mấy anh em mình. Chào các bạn. Ừ. Thì trong vlog lần này mình sẽ thực hiện một đêm nhắc cá lóc cho các bạn xem nha. Rồi. Quay clip ban ngày là xưa rồi, lần này phải quay vlog ban đêm thì mới tạo điểm nhấn được. Quay mặt về hướng ánh sáng rồi nè. Ừ. Rồi, chào các bạn đến với vlog thứ 11 của mấy anh em mình. Chào các bạn. Ừ. Thì trong vlog lần này mình sẽ thực hiện một đêm nhắc cá lóc cho các bạn xem nha. Vui. Hồi nãy tôi cho ông tôi cũng vui giống vậy đó. Quê luôn. Ừ. Rồi bây giờ thì có thể nói cảm nhận của hai đứa cưng cho khán giả nghe được không ạ? Trời ơi, nhìn con ma này cũng đáng sợ thiệt, nhưng mà nhìn nó giống quỷ hơn. À thì bây mốt có gì thì anh sẽ đổi tiêu đề là một ngày troll quỷ. Rồi thì bây giờ là cảm ơn mọi người đã đón xem cái video troll này của mấy anh em mình. Và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Nếu thấy clip này hay thì đừng quên đăng ký kênh, bấm like nha. Khi nào trên 100.000 like mình sẽ tiếp tục làm về series troll này nữa. Bây giờ thì bye bye các bạn. Nằm nãy giờ ở đây 10 phút rồi mà chưa thò cái đầu ra khỏi cái mai nữa. Ra đi dạo con. Rồi, vừa gặp con tai thụt đầu vô nữa. Coi bộ mình không có đủ kiên nhẫn để nằm đây chờ tụi nó đi dạo rồi các bạn ơi. Thôi, đi vô ăn cơm nghỉ ngơi một cái đã.